Tạ Đình Phong bị Trương Bá Chi cự tuyệt khi muốn tặng nhà cho con trai. Dù Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã ly hôn từ lâu, song những ồn ào xung quanh cuộc sống hai người vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận. Mới đây, trang Soho đăng tải bài viết hé lộ một câu chuyện về hai ngôi sao. Theo đó, vào dịp sinh nhật con trai thứ hai Queen Tết, Tạ Đình Phong muốn tặng hẳn quý tử một căn nhà riêng. Tuy nhiên, phía Trương Bá Chi lại tỏ ra cự tuyệt rõ ràng. Cô cho biết tôi có thể nuôi các con tốt. Theo phía người trong ngành tiết lộ, người đẹp họ Trương muốn chồng cũ để lại tài sản và các con có thể thừa hưởng khi đủ tuổi. Cô không muốn nhận quà vào thời điểm con còn nhỏ vì sợ dị nghị ăn bám, bòn rút tiền nhà chồng. Sau khi ly hôn, hai con trai đều được Trương Bá Chi nuôi dưỡng. Là một người mẹ đơn thân, nữ diễn viên đã phải trải qua không ít khó khăn vất vả. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ và trách nhiệm của ngôi sao họ Trương. Dù Tạ Đình Phong không được lòng hai con trai, song anh vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng, đồng thời thông báo để lại toàn bộ tài sản cho hai con. Cách đây không lâu, trong một show truyền hình, người bạn thân Dung Tổ Nhi không nén nổi tò mò khi hỏi Tạ Đình Phong một câu. Trương Bá Chi chuyển tới sống tại Thượng Hải, cậu đã mua cho cô ấy mấy ngôi nhà rồi? Có thể nói đây là một câu hỏi khá tế nhị. Trước đó, người đẹp tinh nữ lang từng gây chú ý khi tuyên bố rời Hồng Kông, đem theo ba người con tới Thượng Hải để làm việc và sinh sống. Đối diện với câu hỏi này, Tạ Đình Phong đáp lại, tớ mua cho các con của tớ, họ cần bao nhiêu tiền thì tớ gửi bấy nhiêu, cũng không biết là đã mua bao nhiêu căn nhà rồi. Khi nghe xong câu trả lời, Dung Tổ Nhi hoàn toàn bất ngờ và choáng nặng. Trang Quy Quy nhận xét, để có thể mua nhà ở Thượng Hải, chắc chắn Trương Bá Chi cần tới số tiền không hề nhỏ. Cách trả lời điềm tĩnh của Tạ Đình Phong cho thấy bản thân nam diễn viên là người có kinh tế vững chắc, hơn thế nữa lại chọn cách âm thầm lo lắng cho vợ cũ cùng các con. Không ồn ào phô trương và cũng chẳng tính toán, hiện tại Trương Bá Chi và hai con đã chuyển tới Trung Quốc sinh sống để thuận tiện cho công việc. Nhờ hình tượng người mẹ tốt, Trương Bá Chi trở thành gương mặt ăn khách ở các show giải trí. Cô khẳng định, nhìn các con lớn khôn mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn lao. Nữ diễn viên cũng muốn giữ chuyện tình cảm cho riêng mình. Có thể nói, sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho nhau. Trang HCH của Trung Quốc chia sẻ câu chuyện về cặp đôi này. Theo đó, trong một lần trả lời phỏng vấn, tài tử sinh năm 1980 bất ngờ bật khóc khi nói về vợ cũ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Bá Chi đã làm một việc khiến tôi vô cùng cảm động. Cô ấy luôn chăm sóc các con rất tốt, từ trước đến nay chưa bao giờ nói xấu tôi trước mặt con cái, Tạ Đình Phong chia sẻ. Về Tạ Đình Phong, anh là nghệ sĩ có tài kinh doanh. Sau nhiều năm hoạt động, ngôi sao Hồng Kông có khối tài sản gần 932 triệu nhân dân tệ, hơn 144 triệu đô la Mỹ. Theo 163, Tạ Đình Phong kinh doanh nhiều lĩnh vực. Anh đầu tư bất động sản khi mới 19 tuổi, sở hữu nhiều cửa hàng tại Hồng Kông. Nam diễn viên còn mở công ty quảng cáo và đồ họa, từng chiếm lĩnh 60% thị trường quảng cáo của Hồng Kông. Gần 10 năm nay, Tạ Đình Phong phát triển thương hiệu phong vị, đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực. Nam diễn viên mở nhiều nhà hàng tại Trung Quốc, anh còn sản xuất bánh quy phong vị. Bên cạnh đó, Tạ Đình Phong còn có các sự hoạt động nghệ thuật như đóng phim, tổ chức concert. Anh là khách mời thường xuyên của các show âm nhạc. Nhờ đó, tài sản của Tạ Đình Phong tăng lên nhanh chóng. Theo 163, mỗi năm Tạ Đình Phong gửi vợ cũ 12 triệu đô la Mỹ làm chi phí nuôi con. Theo Straits Times, sau phim Tân Câu Chuyện Cảnh Sát còn lập quỹ riêng, chuyển toàn bộ khối tài sản hơn 140 triệu đô la Mỹ để dành cho hai con. Trước đó, Tạ Đình Phong chia sẻ anh đã từ bỏ quốc tịch Canada và luôn mang quốc tịch Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu bình luận quyết định từ bỏ quốc tịch Canada của Tạ Đình Phong diễn ra sau vụ Ngô Diệt Phàm, diễn viên mang quốc tịch Canada hoạt động tại Trung Quốc, vướng cáo buộc tấn công tình dục. Nam diễn viên lo bị cấm hoạt động.